Tiền đạo Nguyễn Văn Toàn đã kết thúc hành trình ở câu lạc bộ Seoul Island sau một mùa giải để trở về V-League và gia nhập câu lạc bộ Nam Định. Trong buổi tập đầu tiên cùng đội bóng mới, người đáng chú ý sinh năm 1996 đã chia sẻ lý do quay trở lại Việt Nam và tại sao đã chọn câu lạc bộ Nam Định làm điểm dừng chân. Câu lạc bộ Nam Định đã liên hệ với tôi nhiều lần. Khi đó, tôi đang thi đấu cho câu lạc bộ Seoul Island, Hàn Quốc, vì vậy tôi không suy nghĩ nhiều. Sau khi trở về Việt Nam, tôi đã có cuộc trò chuyện với câu lạc bộ Nam Định tôi muốn trở lại thi đấu gần nhà và đã chọn khoác áo đội bóng này tôi đã ký hợp đồng và trở thành một phần của câu lạc bộ nam định cũng khó để nói cụ thể về những đội bóng khác đã liên hệ với tôi hiện tôi đang tập luyện và thi đấu để đạt được phong độ tốt nhất cho nam định văn toàn nói khi nhận lời mời từ câu lạc bộ nam định tôi đã suy nghĩ rất kỹ tôi mới thi đấu ở hàn quốc chưa đầy một năm và tôi cũng muốn thử sức ở nước ngoài tuy nhiên có một số vấn đề cá nhân ở hàn quốc đã làm thay đổi quyết định của tôi cũng có rất nhiều lời động viên và gia đình muốn tôi quay trở lại thi đấu gần nhà, vì vậy tôi đã quyết định trở lại, văn toàn tôn vinh. Câu lạc bộ Nam Định đã tích cực tăng cường đội hình với sự gia nhập của nhiều cầu thủ xuất sắc như Văn Toàn, Văn Vĩ, Văn Kiên, Rafaelson. Kết hợp với đội hình sẵn có với các cầu thủ như Hồng Duy, Đức Huy, Nguyên Mạnh, Hendrio, đội bóng miền Nam trở nên đáng gờm và là ứng viên sáng giá cho chức vô địch V-League năm 2023 đến năm 2024 sau khi kết thúc mùa trước ở vị trí thứ năm. Câu lạc bộ Nam Định rất mạnh với nhiều cầu thủ xuất sắc và nhiều tuyển thủ quốc gia. Sự đầu tư của đội bóng là điều tốt, không chỉ đối với câu lạc bộ mà còn đối với người hâm mộ bóng đá Nam Định. Các trận đấu có thể nâng cao chất lượng chuyên môn. Tôi cảm thấy vui và háo hứng đón chờ mùa giải mới. Khoảng thời gian tôi ở Hàn Quốc khá khó khăn.